Rác thải lúc nào cũng là vấn đề nan giải, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân. Ngay tại Hà Nội, nơi mà hoạt động thu gom xử lý rác được ưu tiên đầu tư hơn nhiều so với các địa phương khác, thì hàng ngày người dân vẫn phải đối mặt với những điểm tập kết rác ô nhiễm, mất mỹ quan ngay giữa những khu dân cư đông đúc. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14. Giữa khu chợ đông đúc, hàng quán của khu tập thể Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội là điểm tập kết rác. Chỗ ngồi ăn cách bãi rác chưa đầy một bước chân. Người mua cứ mua, còn người dọn cứ dọn. Chưa đến 5 giờ chiều, nhưng rác đã chất cao hơn mức cho phép của mỗi chiếc xe vận chuyển. Không một ai ở đây lý giải được sự xuất hiện của khu tập kết rác này. Ôi dồi ôi, quá là ô nhiễm, bẩn thỉu vô cùng luôn. Tức là ở đây cái khu tập thể này là bao nhiêu năm rồi mà bây giờ là đề nghị ở cấp trên chính quyền ấy là di chuyển ra cái bãi chỗ nào thôi. Bây giờ nhá, hàng ăn cũng có này, rồi hàng tươi sống cũng có này, rồi mọi mặt sinh hoạt của cả cái khu tập thể này mà cả cái đường đi này à, quá là bẩn thỉu. Bao nhiêu năm nay, việc thu gom rác ở một thủ đô được cho là ngày một văn minh, hiện đại hơn, vẫn không hề thay đổi. Vẫn một chổi, một xe, một xe. Thay vì cải tiến xe chở rác, thì các công nhân môi trường lại gia cố thêm các cọc tre tấm ván như thế này. Rác có thể vận chuyển được nhiều hơn, nhưng lại gia tăng mối nguy hiểm với người đi đường. Vẫn là cái xe trông nhích nhác của bao nhiêu đời cũ từ trước này, không thể tiến một tí nào. Bây giờ mình không làm như này thì dân người ta sẽ không để được đổ được, nó sẽ tràn dần đấy. Nhìn lúc đầu giờ nhìn thấy rồi đấy, nó sẽ tràn hết ra đầu sân này, là dàn tràn hết ra ngoài đường, xe cộ qua lại là ách tắc giao thông. Bắt buộc mình phải làm như này để cho dân người ta có ý thức, người ta đổ xe rác lên xe. Thủ đô đất chật người đông nên việc tìm ra các điểm tập kết rác không phải là một điều dễ dàng. Việc lựa chọn các điểm gần bến xe buýt, khu dân cư gần như là điều bắt buộc. Những chiếc xe thu gom rác vẫn len lỏi giữa dòng xe đông người. Thành phố hiện nay đang triển khai rất là quyết liệt các quy hoạch, trong đó những cái quy hoạch về vùng xử lý để làm sao để giảm thiểu và giá thành vận chuyển nó sẽ giảm đi. Với một cái cự ly hiện nay là thành phố đã có những cái quy hoạch. Thế thì trên cơ sở đấy thì hoàn toàn là nếu như triển khai đồng bộ các quy hoạch này ấy, thì hoàn toàn là chúng ta yên tâm là cái chuyện là coi như là vấn đề về xử lý môi trường nó đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi đến những bãi rác quy hoạch này, phần lớn chúng đều bị ứ đọng từ tối cho đến đêm khuya. Còn nếu rác được chở đi thì nơi đây cũng chưa hẳn đã sạch sẽ. Và đôi lúc, đây là khởi nguồn của nhiều vụ tai nạn giao thông. Nó bốc mùi lên, ảnh hưởng đến không ô nhiễm không khí, làm cho sức khỏe con người là ảnh hưởng. Thứ ba là vấn đề vệ sinh chung không đảm bảo. Nếu cứ để 3-4 ngày mà không xúc đi thì việc ô nhiễm nó cứ theo thời gian mà nó phát triển. Rất nhiều khu vực công cộng khác ở khu vực trung tâm thành phố cũng đang bị rác làm mất mỹ quan, như cổng trường Đặng Trần Côn, trường Việt Nam Algeri, cầu Đông Tác, điểm chờ xe buýt Thái Hà. Câu chuyện sạch nhà, bẩn ngõ của người thủ đô chưa bao giờ cũ.